bắt hai bị can mua bán hơn 2,5 tấn chất độc cyanur Ngày 18 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bình Thạnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Thị Như Huệ 39 tuổi, ngụ quận 12 và Nguyễn Đức Thành Huy 35 tuổi quê ở Bình Định về tội mua bán trái phép chất độc, thu giữ 149,2 kg chất độc cyanur Hai bị can này đã bán hơn 2,5 tấn chất độc cyanur cho hàng trăm khách hàng trên cả nước. Theo tài liệu điều tra, từ tháng 3 năm 2023 đến khi bị bắt, Nguyễn Đức Thành Huy đã bán hơn 100 kg chất độc cyanur cho hàng trăm khách hàng tại nhiều tỉnh thành phố trên cả nước mà không quan tâm người mua có giấy phép kinh doanh hoặc có đủ điều kiện sử dụng hóa chất độc hại này hay không. Truy xét nguồn cung chất độc, công an quận Bình Thạnh phát hiện bắt giữ Ngô Thị Như Huệ, trưởng phòng kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn hóa chất Nam Phương. Theo đó, lợi dụng vị trí công việc và sự quản lý lỏng lẻo hoạt động kinh doanh hóa chất độc hại nguy hiểm của chủ doanh nghiệp, Huệ đã lập khống hợp đồng mua bán chất độc cyanua của công ty Nam Phương để tuôn ra ngoài, bán lại cho người khác để hưởng tranh lệch. Từ năm 2019 đến nay, Huệ đã bán tổng cộng 2,55 tấn chất độc cyanua cho 11 khách với tổng số tiền thu được là hơn 370 triệu đồng ngoài đối tượng Huy mua chất độc cyanua về để bán lại kiếm lời bất chính, các trường hợp còn lại đều sử dụng vào trường hợp khai khoáng và chế tác kim loại. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bình Thạnh đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm triệt để các đối tượng có liên quan.